Nói với mọi người chưa, để đạt đến cái tâm xả bỏ đấy còn lâu lắm, không phải đâu xả bỏ rồi đến khi xả bỏ cái thân này nữa cơ. Nhưng mà mình biết một cái chắc chắn là tại sao giờ như con là con hướng tới xả bỏ, là con biết một điều là chắc chắn thì cái thân này có giữ nó không chết. Con đố mọi người mà bảo nó không già không chết được, mấy chục năm rồi mình đang trẻ nhưng mà kêu rồi hắn cũng bệnh, hắn cũng già, hắn chết đi, mình nói bảo đừng có chết nữa, nhưng mà rồi hắn cũng chết. Nhưng mà mình biết như thế rồi, mình tư duy nó sớm muộn gì hắn cũng bỏ mình, hắn cũng chết đi thôi. Ơi cũng không trẻ đẹp được nít nữa, cũng không khỏe được nữa, rồi cũng khọm quỵ, rồi cũng lú lẫn, cũng như thế thôi. Rồi cũng bữa nay thì đang trẻ như thế này, nhưng mà mai mốt mình cũng thành người già giống như mọi người như thế rồi. Mình biết là mình không hướng đến xả, nhưng mà cái đấy là cả một vấn đề, nhiều đời nhiều năm, nhiều cả đời kiên trì cái đó. Thì mọi người cũng tư duy như thế rồi, nhưng mà tùy theo mức độ xả bỏ học tập, cũng tùy theo căn cơ với thì sự nhận thức với trí tuệ của mọi người nữa. Với lại cũng do hình thành ở trong nhiều đời tiền kiếp của mình từng tu hành nữa, giao duyên với Phật Pháp, bây giờ phước khánh sanh tới thì mình mới làm được. Và mình muốn học được xả bỏ là trước tắt mắt đó là mình phải tìm hiểu được kinh sách Phật, niềm tin, có tín tâm cái đã. Mình có niềm tin, có cái đường lối đi rồi mình mới xả bỏ chứ. Giờ mình xả bỏ không biết cái gì cả. Xả bỏ chẳng hạn như giờ mình nói xả bỏ, giờ mình xả tiền bạc, xả xe, pháo vợ con thành ra rồi không có cái gì nữa, được ba bữa nó lại về nữa, lại xả không thành tựu. Nhưng mà mình nghe rồi thì chắc định cái điều tín lực như thế này, có như thế này, có đường lối tu tập, có xả bỏ, có tu hành, có thiền định, có trí tuệ như thế rồi, bắt đầu mình mới hướng tới đời sống xả bỏ. Mình xả bỏ là xả bỏ dần, mình tư duy đó là giờ làm sao để mình ăn chay được nhỉ, mình làm thiên được nhỉ, mình để mình cho người khác những cái mà mình ưa thích ấy, mình bố thí được cái đá. Hay chẳng hạn như giờ mình đang có cái những cái bình thường, hay là mình gieo kịp với ai đó hay cái gì, mình cho cái tâm dần dần ấy, mình xả dần tập ở nhà bình thường đó là thấy người đi ăn xin đó, hay là cái gì mình nhiều khi mình không muốn cho, nhưng mà mình do 50.000 cái đá hay là 10.000 cái đá, hay mình xả bỏ những cái tài sản của mình đấy, hay là những cái người tu hành hay cái Phật Pháp Tăng, hay mình cúng dường những cái mà tôn quý, xong dần dần mình xả, mình nói là giờ xả được rồi hay như thế rồi, giờ mình làm sao ước nguyện để giữ giới nữa, mà phải xả bỏ với giữ giới này để được cái gì cơ, đúng không, để nó đúng phải rồi. Quý hơn cái mục đích rồi. Nếu mà giờ mình xả bỏ được cái tài sản vật chất cuộc sống của mình á, thì phải đạt được cái đáng quý hơn, to lớn hơn cái mình có. Thì mới xả bỏ chứ, giờ xả bỏ mà nó không bằng á, nó lại tệ hại hơn nữa thì mình xả bỏ làm gì đâu. Đúng không? Mình cho đi cái khổ đau, cái không cần thiết, cái dục thế gian để mình đạt được cái vô vi, cái trí tuệ bậc thánh, cái giải thoát, cái thiền định, cái trí tuệ, cái đời sống phẩm hạnh như thế, thì mình biết được ý nghĩa như thế rồi tư duy dần dần. Đầu tiên là mình phải có cái chánh kiến theo Phật dạy để tư duy về cuộc sống thế gian, cuộc sống đời, rồi mình nhằm chán. Khi đó mình mới xả bỏ được. Mình chán là giờ do những cái này rồi, mình không có giữ giới được, mình hạ liệt ý, mình cũng không có tu thiền được, mà cái này rồi đắm tham đắm cuộc đời này rồi nó sẽ dẫn đến mình địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, đường ác thôi, chứ không chạy được. Mình cứ ôm miết đi ở đời như thế, Phật dạy nó như thế rồi, thì mình tư duy cái chánh kiến, mình tư duy thấy sự khổ ở đời như thế rồi, mình nói là mình ôm chấp làm gì nữa, thì mình bỏ dần rồi tư duy về nhàm chán rồi hắn mới bỏ, rồi xả bỏ dần rồi nó hướng tới đời sống dưới luật á, đời sống phẩm hạnh, rồi tu hành thiền định như thế nào, rồi bắt đầu hướng dần đó, tâm hắn dần rồi thì hắn bỏ, rồi là hắn xả bỏ, mà xác định cho chắc xả bỏ rồi đừng quay lại nữa. Xả bỏ rồi khi hắn xả không làm được rồi hắn lại quay lại về đời nữa, nhưng mà khi mục đích mình không chắc chắn á, là nó trở lại như giờ như con chắc định đấy là tu hành để tu thiền giới luật, không giờ ai có cho tiền vàng tài sản xe pháo cái gì to lớn nữa mời về ở nhà, con không về nữa. Thôi giờ đi như thế này có giết chết hay không, có chứng được thiền định hay không chứng được thiền định cũng không có, bỏ về nhà đó chết bỏ. Để đạt cái thánh hạnh to lớn thì dần dần như thế thì mình hình thành cái tâm kiên cố vững chắc ấy, thì nó xả chứ. Con nối tiếp cái gì đâu mà không dám xả. Nhưng mà do nó không hiểu ấy, nó đang sợ sệt, nó xả dạng, nó tu, nó xả để nó tu là nó không biết có được hay không.
nó không chắc chắn, để nó khi mà mình đã qua cái cầu rồi mình còn trừ cái lối để mình quay lại á, mình chặt nó không cho quay lại nữa là chắc chắn xả, nhưng mà phải đi tương ứng với thiện, xả để được cái gì, nhưng mà xả rồi để cầu cái điều ác, pháp ác hay thần thông hay thần lực cái gì đó thì cũng thôi, hay là để cái tà đạo ấy cũng thôi, nhưng mà xả là mọi người như thế chắc chắn, như con thì con tư duy như thế rồi, con nhàm chán ở đời để con mới xả thế gian, rồi đến xả những cái mà làm cản trở đến Phật pháp, đường tu thiền giới luật thiền định của mình, những cái nào mà ác pháp là mình xả, còn thiện pháp thì mình giữ, thì như thế là nó xả. Nhưng mà mình phải hiểu được cái ái kiết sử hay là cái gì Phật dạy, là hiểu như giờ rời bỏ cha mẹ người thân của mình sau rời hiểu chánh pháp rồi. Phải hiểu chính xác nó như thế nào, rồi mình xả như thế này, rồi con giờ bỏ họ đi tu hành để không biết có tội lỗi với họ hay không nữa. Mình hiểu được, nói là giờ mình xả như thế này rồi, đầu tiên là họ chưa hiểu, họ buồn đấy, nhưng mà sau khi mình tu thành rồi họ hiểu rồi, mình cứu độ cho họ những cái chỗ khó khăn này họ mới biết. Đầu tiên thì họ chưa hiểu đấy, nhưng mà sau này mình cứu họ ở trong địa ngục hay những cái chỗ khổ đau hơn đấy, mình độ cho họ giải thoát thì họ mới biết, thì họ không khổ đau nữa, thì khi đó là mình mới kiên quyết xả bỏ. Đó là hướng đến xả bỏ. Rồi như thế hắn mới hiểu rõ rồi, hắn mới làm. Chưa hiểu mà nghe người ta nói mô mơ rồi hắn trả rồi cũng không được cái gì. Đó là cái xả bỏ. Nhưng mà